Đội tuyển nữ Bồ Đào Nha thua 0-1 trước Hà Lan ở trận ra quân World Cup 2023 tối 23 tháng 7. Dù đã tạo ra thế trận tương đối tốt trước đương kim Á quân thế giới, nhưng Bồ Đào Nha vẫn bất lực trong việc xuyên thủng mảnh lưới đối thủ. Ở trận này, Bồ Đào Nha chỉ một lần dứt điểm trúng khung thành, đó là nỗ lực đi bóng và dứt điểm của Fatima nhưng không thắng được thủ thành Dumla bên phía Hà Lan. Theo trang Portugal, đội tuyển nữ Bồ Đào Nha đã lộ ra điểm yếu, đó là khả năng phòng ngự ở các tình huống cố định. Bàn thua duy nhất của Bồ Đào Nha ở trận này đến từ pha phạt góc ở phút 13, khi trung vệ Stephanie Vanegraszete của đội tuyển nữ Hà Lan bật cao đánh đầu đưa bóng vào góc xa khung thành, đánh bại thủ môn Pereira. Hàng phòng ngự Bồ Đào Nha đã bất lực trong pha dàn xếp đá phạt góc tương đối đơn giản. Sự yếu kém trong các tình huống cố định lại cản bước đội tuyển nữ Bồ Đào Nha. Hà Lan đã xé lưới Bồ Đào Nha từ quả phạt góc và trong lịch sử, các cầu thủ nữ Bồ Đào Nha luôn gặp khó khi phòng ngự ở các pha bóng cố định. Sự mong manh của các học trò huấn luyện viên Francisco Neto được thể hiện rõ khi để trung vệ Bane Grab dâng cao rồi đánh đầu ghi bàn, tờ Portugal đánh giá. Cũng theo tờ Portugal, đội tuyển nữ Bồ Đào Nha có nhiều thời điểm cầm bóng trội hơn Hà Lan nhưng tấn công bế tắc. Jessica Silva và Diana Silva bị cô lập ở hàng tiền đạo trong khi thủ môn Hà Lan nhàn nhã xuất hiệp 1. Bồ Đào Nha chỉ có một cơ hội ở trận này trước Hà Lan lão luyện và kinh nghiệm hơn. Sau trận đấu, hình ảnh cầu thủ Hà Lan kiệt sức cho thấy Bồ Đào Nha đã chơi đầy nỗ lực, gây ra khó khăn cho đương kim Á quân thế giới. Đội tuyển nữ Bồ Đào Nha đã tiến bộ, dù vậy, khiếm khuyết ở khâu tấn công cùng sự rụt rè trong cách tiếp cận trận đấu đã khiến Bồ Đào Nha phải trả giá, truyền thông Bồ Đào Nha đánh giá. Tờ Portugal nêu quan điểm, đội tuyển nữ Bồ Đào Nha đang rất chờ đón trận gặp Việt Nam để cho cả thế giới thấy năng lực của họ. Đội tuyển nữ Bồ Đào Nha sẽ so tài Việt Nam trong trận đấu lúc 14:30 ngày 27 tháng 7. Đội thua ở trận này gần như chắc chắn sẽ bị loại sớm một lượt đấu.